Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi video tiếp theo của kênh Chợ Quê. Thì hôm nay em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng lên chợ quê dạo một vòng chợ Cao Lãnh vào những dịp cuối năm quý cô chú anh chị. Mà hôm nay là ngày 29 Tết rồi quý cô chú anh chị, thì em luôn thấy ở chợ Cao Lãnh mình á, bà con mình bán rất là đông đó, xe ra vào vô tấp nập và người buôn kẻ bán cũng rất là nhiều. Thôi xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo Linh chợ quê mình đi dạo một vòng chợ Cao Lãnh tôi bà con mình buôn bán như thế nào nhé. Phía bên đây là quý cô chú anh chị thì bà con mình bán hoa bông được tết rất là nhiều. Bên kia thì bán những lồng đèn đỏ rồi bao xì biển treo rất là đẹp đó. Bây giờ mình tiến sâu vào bên trong của bà con bán gì nhé. Đó quý cô chú anh chị thấy không, những ngày tết vậy thì bà con mình đi chợ tết rất là đông vui. Có người thì đi chụp hình, đi mua bông hoa trái cây, thì đây là những ngày tết nên hầu hết bà con cũng tranh thủ để đi mua bông hoa trái cây về để chụp hình tết. Ở đây có chỗ gửi xe nhưng mà hình như là bà con mình thích là chạy xe mình đi mua nó dễ tiện hơn hay sao. Đây những quả dừa tươi, có thể là chưng cái cây này có thể là chưng quả. Đây còn đây cái chị này cũng bán trái cây tết nè. Thôi chụp lại cái người Việt mình đó, thì nhà nhà phải năm nào tết đến phải chụp là cầu dừa đủ xoài, bán là bánh cầu bánh xoài. Dừa này đắt hơn, cái dừa này hình như là có quét cái dầu bóng lên đó quý vị ơi, thì nhìn rất là bóng, dừa vàng. Đây cái nhỏ có 25 luôn hả? 25 ngàn một trái hả chị? Okay. Cái này mình ghép bóng lên hả? Ghép bóng lên thì nó bóng chứ. Nhìn nó đẹp quá. Đây trái dừa 25 ngàn một trái, trưng để đem về nhà trưng là cầu vừa đủ xài luôn. Đồ này bán cái cao rất là đẹp luôn. Cái này là cao kiệt á, mà tôi trang trí rất là đẹp. Trưng lên bàn thờ này đẹp lắm, mới được chứ. Bên trong thì tôi bán rất là đẹp, tôi quá nhiều cao luôn. Khu này thì bà con mình bán cái cây chung nhiều quả nhiều hơn. Khu này thì bà con mình bán rất là nhiều trái cây luôn. Cái chợ Cao Lãnh rất là lớn luôn chú anh chị. Cái một vòng như là những ngày tết thì bà con mình bán ở đây trái cây rất là nhiều. Đa số thì thấy bán trái cây trên ngũ quả thì nhiều, giống như là bán cầu, bưởi, cao, dừa. Cao Lãnh nó biết trước lắm, thì đây là cái đền thờ của ông bà Đỗ Công Tường, người có công thành lập ra chợ Cao Lãnh. Và cái tên Cao Lãnh cũng có một giai thoại về câu chuyện của An Lãnh. Cái này thì quý cô chú anh chị có thể sợ trên Google thì có nhiều cái giai thoại nói về câu chuyện của ông bà đã sáng lập khi sáng lập ra chợ Cao Lãnh. Thì phía trước đền thờ của ông bà thì bà con mình buôn bán rất là nhiều trái cây. Đây. Hầu hết đây là những cái cây mình trưng tết không ạ, cũng như cầu dừa đủ xoài đủ quả. Anh này bán bưởi đạt cho anh có nhiều bán được không anh? Chắc đẹp anh ơi, đây chợ thấy đông quá mà.
Bán được bao nhiêu bạch chị? Không hay là bán nhiều bạch? 15.000 hả? Thấy nhà bán được không? Hôm nay thì thà phố sống thì cũng không tài bất lọc. Cây thì cũng thấy không ít. Con lạnh rất là lớn những cái chú anh chị. Khi nãy giờ vòng vòng ở đây bà con mình bán rất là nhiều. Đa phần thì thấy nhiều rất nhiều trái cây. Cái ngày này thì mình chỉ thấy bán trái cây bông hoa trên tết thôi. Là dư hoàng kim hả chị? Có dư một tí. Anh chị Lê à? Đẹp quá ha. Em mua gì chân đó? Sáng giờ bán được không? Dạ. Sáng giờ bán được không? Sáng giờ bán được không? Dạ. Bán được không? Em thấy chợ cũng đông lắm mà. Dạ. Thấy chợ đông lắm mà. Đây là dư hoàng kim, không biết là chú anh chị có người còn gọi là dư Lê nữa. Vàng rất là đẹp. Thì 35.000 một ký. Đây cái hình nó dĩa cao và đăng ký rất là dễ thương của chú. Bao nhiêu một phút vậy em? Dạ. Bao nhiêu một năm vậy? Cái này 80. 80 à? Ờ. Có cái đỏ. Đẹp quá ha. Có cái đỏ anh đi kêu đỏ này. Lấy 80 đẹp hơn không? Cái này mình sơ màu đỏ ha, trái cao nó chín vậy em. Dạ, cái này đỏ. Nó chín đỏ. Nó chín đỏ. Cái chín xanh đi, từ từ. Cái này trái thủ không anh? Dạ, đúng rồi. Mình bán tí ha, bán trái. Trái à? Trái à? Vậy bao nhiêu một trái vậy? 90 ngàn. Trái thủ là cái gì chứ? 90 ngàn một trái. Này để chân thôi hả? Bà con mình bán bánh kẹo bức. Rất là nhiều cái chương trình. Nhiều bánh kẹo bức đủ loại.
nội luôn. Đẹp quá. Quà Tết nha. Dạ. Cái gì nó gọn, có cái nhỏ hơn nữa chứ. Có cái còn lại nhỏ hơn nữa. Trưng này rất nhiều, giống như là chợ Cao Lãnh thì phải bán cao nhiều hay sao? Đây có những quầy cao rất là đẹp. Ủa chị, cao nó cao gì mà nó tròn tròn đẹp quá chị.
Cá vua hả? Wow, đẹp quá ha. Cá này khoảng vua. Dạ, cá này kinh nghiệm đẹp lắm. Trời ơi. Ồ, những người cao thì dễ thương với cô chú anh chị thấy không? Cao vua luôn. Con mình trang trí rất là đẹp của chú chị, tài lộc phát. Bao nhiêu một trái vậy anh? Dạ, con vừa vậy bao nhiêu một trái vậy? Chắc được một trái hả? Chú chị thấy không? Cái dừa sơn màu lên chữ luôn. Dừa xanh lên chú chị. Đấy là cụ nãy mà bán bắt đi vòng vòng đó thôi, đưa ủng hộ tại vì sao? Dạ chưa, nó già, nó to quá. Dạ, bán gì bán được không chú? Bán gì bán được không? Bán cũng là gai. Là gai ha. Dạ. Tôi thấy dưới đông quá mà. Đông lắm. Dạ. Dạ. Rồi chú chú năm mới luôn, ăn đắt nha. Rồi, cảm ơn. Chú chị chú đây là con mình vẫn bán rất là nhiều trái cây, còn là thấy nhiều trái cây chinh là nhiều. Bên đây giống như là tiệm chợ tập hợp gì đó, còn đây mình có trái cây nào cũng đẹp hơn các bạn. Chú mua mai bán đắt nha. Rồi, chú mốt. Cái này mình ở đâu mình về gì? Có người ở đây lấy cây nào đâu, mọi cầu lao không? Ở phía chợ mình đi dài, suốt ngoài kia nó quý cô chú anh chị. Thì kiếm ở đây thì bà con mình sẽ bán ở đầu nông sản. Bây giờ mình tầm là 10 giờ sáng rồi quý cô chú anh chị. Nắng cũng lên rồi. Thì ở đây còn có một số bà con mình vẫn còn ngồi bán và bắt đầu có những cái dù là dễ thương. Ở đây bà con mình sẽ bán nào là cao nước mình đã có vừa bán thì cây dù nữa ha, nắng quá trời luôn rồi. Nắng quá nắng ha. Rồi đến đây được xin chào tạm biệt của chú anh chị. Xin hẹn gặp lại với chú anh chị tập tiếp theo của kênh Chợ Quê nhé. Thì đầu năm mới cùng Chợ Quê cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn được phát tài phát đạt nhé. Xem video nếu hay xin mời quý cô chú anh chị cho link một đăng ký để ủng hộ kênh Chợ Quê càng phát triển hơn nha quý cô chú anh chị. Bye bye và xin chào quý cô chú anh chị và các bạn.